Các bạn ơi, hôm vừa rồi cô Tuyền đã cho các bạn cắt và ráp con thỏ đúng chưa nè? Thì hôm nay cô Tuyền có một điều bất ngờ muốn dành cho các bạn. Nhưng các bạn muốn biết điều bất ngờ đó là gì? Thì bây giờ cô Tuyền và các bạn mình sẽ cùng chơi một trò chơi có tên là con thỏ nhé. Con thỏ ăn cỏ, uống nước, thỏ chui vô hang, thỏ nằm ngủ. Trời sáng rồi, bây giờ thỏ con thức dậy rồi nè các bạn ơi. Các bạn nhìn xem. Thỏ con chào các bạn. Và điều bất ngờ mà hôm nay cô Tuyền cũng đem đến cho các bạn đó là một chú thỏ con thật là dễ thương. Con chào các bạn. Các bạn ơi, bây giờ cô Tuyền sẽ bế thỏ lên. Nhưng các bạn hãy nhìn xem thật kỹ cách của cô Tuyền bế thỏ như thế nào nha. Xem cô Tuyền phải cầm hai cái lỗ tai của thỏ bế lên nè. Các bạn có biết vì sao cô Tuyền phải cầm hai lỗ tai không? Thì đối với loài thỏ là khi các bạn bế thỏ là các bạn không được ôm vào cái bụng của thỏ này con. Tại vì khi mình ôm vào bụng của thỏ thì sẽ làm cho thỏ bị chết. Cho nên các bạn hãy nhớ là khi các bạn bế thỏ là các bạn phải cầm hai cái lỗ tai của thỏ lên nha các con. Giờ tiếp theo cô và các bạn cùng xem quan sát mắt của thỏ nha các bạn. Các bạn nhìn cho thật kỹ xem trong mắt của thỏ có màu gì nè. Màu hồng nhạt đúng không các bạn? Đây là một chú thỏ trắng cho nên mắt của chú sẽ có một màu hồng nhạt để phân biệt với những chú thỏ khác nha các bạn nha. Rồi bây giờ kế tiếp là mình sẽ quan sát lông của chú thỏ nè. Đây là lông của chú nè các bạn. Bây giờ các bạn nhìn cô Tuyền sờ lông của chú thỏ nè. Lông của chú thỏ rất là mềm và mịn luôn các bạn. Lông của chú sẽ giúp cho chú giữ ấm được cơ thể đó các bạn. Bây giờ mình sẽ quan sát cái tay của chú thỏ nha các bạn. Đây là tay của chú thỏ nè. Các bạn nhìn xem, tay của chú thỏ rất là dài luôn nè các bạn. Đây là chú thỏ trắng cho nên cái tay của chú cũng có màu hồng hồng nè các bạn. Các bạn thấy không? Tay của chú cũng có màu hồng hồng. Các bạn ơi, thỏ trắng chơi một mình rất là buồn. Thì bây giờ thỏ trắng sẽ rủ bạn của thỏ trắng nó đi chơi với thỏ trắng nha. Bạn thỏ ơi, thỏ đen ơi, ra đây chơi với mình nè. Thỏ đen tới rồi nè, thỏ trắng ơi. Cô Tuyền có hai chú thỏ nè. Bây giờ các bạn hãy cùng nhau quan sát xem hai chú thỏ này có gì khác nhau nha. Các bạn hãy cùng quan sát thật kỹ mắt của hai chú thỏ nha, chú thỏ đen và chú thỏ trắng. Chú thỏ đen thì mắt màu đen, còn chú thỏ trắng thì mắt màu hồng nha các bạn. Và còn một điểm khác nhau nữa nè các bạn. Các bạn có nhận ra điểm khác nhau đó là gì không? Đó là việc màu lông nè các bạn à. Đối với chú thỏ trắng thì màu lông của chú đều là màu trắng. Còn với chú thỏ đen thì lông của chú có màu đen và một phần của màu trắng nha các bạn nha. Và bây giờ hai chú thỏ của cô Tuyền đã đói bụng rồi các bạn ơi. Các bạn có biết là thỏ thích ăn gì nhất không nè? Thỏ thích ăn nhất là rau và cà rốt đúng không các bạn? Cô Tuyền cũng đã chuẩn bị sẵn một dĩa rau và cà rốt cho thỏ ăn rồi nè. Bây giờ cô Tuyền sẽ cho thỏ ăn nha các bạn nha.
thường cho hai thứ họ của chú Tuyền đã ăn và uống nước xong rồi nè. À, các bạn nhớ nha, khi cho chú thỏ uống nước thì các bạn phải cho thỏ uống nước thật là sạch và uống nước chín nha các bạn. Nếu nước mà các bạn cho thỏ uống không sạch thì sẽ làm cho chú thỏ của mình bị chết đó nha. À, bây giờ thì chú thỏ của chú Tuyền đã buồn ngủ rồi, chú Tuyền phải cho hai chú thỏ của chú Tuyền đi ngủ thôi. Hai chú thỏ và chú Tuyền chúc các bạn ngủ ngoan nhé.